chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang đi trên đường đường Trần Hưng Đạo B nè. Đó, phía trước mình là cái nhà thờ Cha Tam. Ngày xưa tên là nhà thờ Cha Tam, bây giờ là đường nhà thờ Francisco Xavier nè. Nằm ở số 25 Học Lạc ha. Nhà thờ Cha Tam hiện nay nè, nhà thờ này cũng là một trong nhà thờ cổ của Sài Gòn. Đó, mình đang đi trên đường Học Lạc. Thì chiều nay em có hướng đi ở khu vực này thì sẵn quay số hình ảnh gửi cô chú anh chị và các bạn xem không khí chợ lớn ngày Tết. Gần tới Tết thì ở khu vực này bán rất là nhiều đồ. Đó, bình thường đã nhiều rồi, Tết còn nhiều hơn nữa. Hôm nay có những gian hàng phục vụ hàng Tết rồi nè. Đó, lịch hành trình của chúng ta hôm nay trong cái video này là mình đi vòng vòng đường Trang Tử, rồi vòng qua đường Hải Thượng Lãn Ông, rồi Tháp 10, vân vân. Nói chung là ở khu vực chợ lớn này nè. Nói chung mấy cái đường này cũng ngắn thôi, nó thông nhau hết, nói liền nhau hết. Nên mình đi đi đường này chạy những đoạn là nó đến cái đường kia rồi. Đây là đoạn đường Lê Quang Sung nè. Bên tay phải, bên tay trái thì là bán đồ cưới, đồ cưới rất là nhiều, như mâm quả, rồi cầu cao các kiểu. Bên tay phải chúng ta là bến xe Chợ Lớn, bây giờ thành trạm xe buýt rồi. Ở khu vực này lúc nào cũng buôn bán hai bên đường đó. Nên mình khi quay chính giữa không thì xem nó không dám được, nên khi mình đi qua lia lại để xem chỗ này xem chỗ kia. Đó, khu vực này xe buýt rất là nhiều nên rất dễ kẹt xe. Đây tới đường, tiếp tục đường Lê Quang Sung nè. Đường này cũng có rất nhiều cái cửa hàng bán thuốc, thuốc bắc, thuốc tàu nổi tiếng. Này tới cái này thì không phải là cái vòng xoay nữa mà là cái tam giác, tam giác Phạm Đình Hổ. Có 3-4 hướng. Đó, phía mình đi hướng này là về cái đường đại lộ Võ Văn Kiệt á, mà thẳng ra như hồi xưa không phải tên đại lộ Võ Văn Kiệt mà nó nói liền từ cái bến Trương Dương rồi bến Hàm Tử rồi lên tới đây luôn á. Giờ bây giờ mình rẽ trái qua đường Hậu Giang nha. Hậu Giang mình đi thẳng về cái chợ Bình Tây, rồi chợ Kim Biên. Đó, xem tình hình buôn bán buổi chiều có tấp nập như buổi sáng hay không. Đó, thường thì buổi sáng rất là đông mà buổi chiều thì không biết như thế nào. Bây giờ thì hàng Tết rất là nhiều. Đó, chợ Bình Tây ngày nay mới được sửa chữa nè, trùng tu nè, tái tạo lại. Nếu anh chị nào mà đi chợ Bình Tây thì gửi xe phía trước rồi mình đi vô chợ. Đó, để đi du lịch. Đó, bên tay trái thì có cái mấy nhà tạm nè, để trước để chợ vô đây để bán tạm trong khi chờ đợi chợ sửa. Nhưng bây giờ chắc chuẩn bị gỡ đi, chắc có lẽ gỡ trước Tết. Đường Trần Bình đó, mình vòng ở đây, trong đây có nhiều cái để coi lắm.
đặc biệt là gần Tết. Mình vòng qua đây là đường Phan Văn Khỏe luôn nè. Không biết cô chú anh chị mình có cái kỷ niệm gì đường Phan Văn Khỏe không á? Con đường này bán đồ câu quá trời luôn. Sau đây là chợ Bình Tây này, mình đi cổng sau á. Đây tới đây là Chu Văn An, ngã tư Chu Văn An. Vòng vòng ở đây là mình nhìn thấy những cái xe mà chở hàng của mấy chú giao hàng rất là nhiều. Chạy không khéo là giao quẹt như chơi. Chỗ này giải tỏa rồi nè, không biết chuẩn bị xây lên cái gì đây. Đây là ngã tư Ngô Nhân Tịnh. Đây cũng rất là nhiều hàng hóa luôn. Bây giờ là 4 giờ hơn, 4 giờ chiều hơn, 1 phút rưỡi à. Có lẽ cảnh nó hơi tối, mọi người thông cảm nha. Tới đây là bán cần câu nè, nó tiếp tục trên đường Phan Văn Khỏe. Khu vực ngày xưa hình như là theo được tìm hiểu trên mạng thì nó là có cái cầu Ba Cẳng đâu đó, khu vực này nè. Nhưng mà bây giờ cầu đó chắc không có còn nữa rồi. Đường Phan Văn Khỏe và đường Gò Công. Đây phía sau là chợ Kim Biên. Chán ghê nha. Đây là sự cố. Phía trước chợ Kim Biên nha. Đó, mình đi ở phía sau nè, vòng bên tay phải. Đó, hàng quá nè. Khu này là bán sỉ hết thôi, tất cả đều bán sỉ. Nếu mình mua số lượng nhiều thì sẽ rẻ hơn. Đó, gần Tết này mọi người đều gom hàng để bán Tết. Nào là bóng đèn, dây điện, rồi đồ trang trí các kiểu. Phía trước mình là đường Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông nó có hai làn đường. Làn bên đây là đi về hướng quận nhất nè. Rất là nhiều quầy bán, cửa hàng bán đồ trang trí Tết. Nhìn mút mắt luôn. Đây là nhìn hai bên đường. Đều bán quá trời luôn. Lá cờ rồi chữ dán, những cái chữ dán và những cái hình dán trên tường trang trí ngày Tết. Năm nay là năm con heo đó, quá trời hình chưa bắt giới luôn. Ở đây cũng có mấy dãy nhà hồi xưa nè, ngay góc đường Phạm Bân nè. Đi buổi chiều nên đỡ kẹt xe ha. Lúc nãy cái camera nó bị trục trặc á, có thể nó chỗ đó nó hơi rung tí.
đó, mong mọi người bỏ qua nha. Tới dòng xe Phan Đình Phùng rồi nè, vòng qua đường Nguyễn Thi cái đó, cho mọi người xem cái khu điện Chợ Lớn, khu điện quận 5 ngày nay nè. Đó, dọc hai bên đường Nguyễn Thi và đường kia là đường, để hôm qua thôi đường gì quên tên đó, tự nhiên quên tên đường kia. Ngày khúc này thì bán đồ gỗ rồi vật tư ốc vít các kiểu. Này, ngã tư Trịnh Hoài Đức là đi thẳng ra là đường Võ Văn Kiệt. Này phía sau của cái bưu điện này, bên đây là đường Mạc Cũ. Đó, nhìn phía trước mình là cầu Chà Và nè. Bưu điện này đậm phong cách Pháp, chắc xây thời Pháp bây giờ luôn. Cái kiến trúc này chắc bác La Ma làm đó. Đó, mình ra đường Mạc Cũ lại. Nãy mình vòng lại là Nguyễn Thi, bên Nguyễn Thi bên Mạc Cũ. Mình đi về theo hướng Triều Quang Phục. Đó, sẵn quay số hình ảnh ở đường Triều Quang Phục cho các cô chú các bạn mình xem luôn. Triều Quang Phục ngày nay thì một khúc thì chuyên bán thuốc, một khúc thì làm dao kéo. Cái chỗ hôm bữa có review cái chỗ mà bán sữa đậu nành Bạc Hà đó, thì nếu mình đi đường này cũng tới được nè. Mình đi đến cái con đường thuốc này. Đó, đây là mình nghe mùi thuốc rồi. Bên tay trái thì bán dao kéo. Mình qua ngã tư Trần Hưng Đạo và Triệu Văn Phục. Ở đây dãy nhà này thời là thời xưa luôn nè, có lẽ là rất là lâu đời. Bây giờ thì những cái nhà này thì không được tái tạo, không nghĩa là không được đập ra, không được xóa bỏ những kiến trúc đó, tại vì nó thuộc về kiến trúc di tích. Đó, bên tay trái mình là cái chùa Bà Thiên Hậu. Đó, buổi tối thì bán sữa đậu nành ở đó, 7 giờ 6 giờ bắt đầu bán. Đó, ngay góc đó luôn. Bây giờ mình thì đi hướng Nguyễn Trãi ha, về hướng quận nhất. Giờ này thì giờ tan tầm nên đường xá cũng tương đối đông. Một phần thêm rước học sinh nữa. Đó, nên giờ này tới 6-7 giờ là đường cao điểm. Đó, giờ kẹt xe đó. Nên mọi người mà ai muốn đi đâu phải né giờ này ra, chứ thôi là đi cũng mệt. Đi công chuyện thì công việc gì đó thì cố đi thôi. Đường Nguyễn Trãi này thì bán đồ thể thao rất là nhiều ha.
Đó, đường Nguyễn Trãi ngay góc Nguyễn Trãi với Đặng Đà. Có lẽ Sài Gòn đang chuẩn bị mưa nữa. Bữa nay là 26 rồi, chuẩn bị gần đến Tết Tây nữa. Tết Tây thì đường phố ở ngoài Nguyễn Huệ đồ cũng đang chuẩn bị trang trí rồi. Để em nào ra quay cảnh trang trí cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, chắc video hôm nay cũng hơi dài rồi, em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Chúc mọi người luôn vui vẻ và năm mới nhiều hạnh phúc. Happy New Year.